Tiếng Anh Châu ơi, triệu ghê vậy. Mình chỉ là con tép riêu thôi. Quá ghê. Nhanh đi Xuân, chậm chạp quá à. Đánh mà chậm chạp vậy. Ê, cái này khó à, cái này khó đó. À, đánh con 7 nha anh em. Nó mà lột ra cũng nằm chuồng, nó là chết mẹ nó luôn. Lắm là quá hên luôn á. Chà, con nằm chuồng không muốn, muốn con di chuồng làm gì, con di bí làm gì, con di bí làm gì. Tiễn dòng, tiễn về đi thôi chứ đỡ không có tác dụng rồi, đánh điểm nhiều nữa. Trời, thằng này nhìn nó nhiều chín ghê ta, thấy chín qua qua vậy. Đang con chín nữa. Trời ơi, này, cái khó thiệt chứ. Tiễn dông, rồi xong, úng nó chín luôn, chín nằm bên đó không. Thôi thua rồi, thua rồi, thua rồi sư phụ ơi. Con gì vậy, nó khỏi ăn này nhỉ? Con này móc ra mà ăn đi. À, bài. Ồ, con phẩm à? Hay vậy, tưởng nó có phẩm chứ. Ồ, mớm rồi đi, mớm rồi đi, mớm rồi đi. Mớm. Ồ, có phẩm luôn. Hên quá, nó có phẩm mà mình thắng vẫn thắng. Còn lại phẩm mà tại anh điểm nhiều quá. Cái gì vậy? Sao lại đá em ra ngồi với mấy anh? Cũng được. Bài đỏ chót luôn. Đỏ chối luôn. Từ đánh con đầm, đánh hơn con đầm nữa. Ok. Ok. Cái gì đây, cái gì đây? Cái này đi. Trời ơi trời, mấy vũ khí. Xả con này đi. Trời ơi, xong rồi. Đấy, hai con nó lụm hai con luôn. Trời ơi, đó là con đầm là một cục. À. Sao làm cái con đầm ra? Tiếp cho nàng nói đi. Nàng nói là nó là sư phụ luôn. Quá xui.